Ngày 19 tháng 1, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2024, cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tết Nguyên đán, Giáp Thìn, lễ hội xuân 2024, phong trào toàn dân tham gia phản ánh vi phạm, thi đua, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì lễ phát động. Năm 2023 với nhiều giải pháp quyết liệt, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm so với năm 2022 về số vụ và số người chết. Cụ thể giảm 1.285 vụ, giảm 1.922 người chết. Ngành công an xử lý trên 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm trên 23% tổng số vi phạm. Lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm đối với trên 15.400 trường hợp, tạm giữ gần 7.600 phương tiện, tước gần 5.000 giấy phép lái xe, 48 phù hiệu, xử phạt vi phạm hành chính 48,3 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải nhấn mạnh, để kéo giảm số vụ, số người chết và bị thương năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và công tác đăng ký đăng kiểm, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng diễu hành trên một số tuyến đường của thành phố Lào Cai để tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.